những kẻ mang rợ ở cổng. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Thông tin chi tiết về Brian Burrow và John Helia S. Barbarian Act Hague. Phần 2. Tổng quan. Không gì có thể kích thích một người kinh doanh mạo hiểm hơn là tham gia vào vụ mua lại bằng đòn 7 LBO lớn nhất trong lịch sử và trở thành tỷ phú trên đường đi. Trong Barbarian Act Hague 1989, Brian Burrow và John Hellyer thuật lại những trận chiến hỗn loạn xảy ra sau khi có tin tức rằng gã khổng lồ thực phẩm và thuốc lá RGR Nabisco đang tìm kiếm LBO như một giải pháp cho việc giảm giá cổ phiếu một phần do CEO Ross Johnson của bồn chồn và bị hấp dẫn đối với các hành động và rủi ro cực đoan. Những gì tiếp theo là một chuỗi những bất ngờ và can thiệp gây sốc. Kết quả cuối cùng là thương vụ lớn nhất được thực hiện cho đến nay. Mặc dù Johnson không phải là người thu được vinh quang. Phần 3. Hành trình lên đỉnh Ross Johnson không phải là học sinh giỏi nhất ở trường trung học của anh ấy. Nhưng anh ấy là kiểu thanh niên có thể đứng trong một phần tư học sinh giỏi nhất lớp mà dường như không cần phải làm việc chăm chỉ. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Ross Johnson là người nở muộn một chút. Ông bắt đầu nổi tiếng vào những năm 1970 khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh Canada của Standard Brands một công ty thực phẩm của mỹ johnson sau đó trở thành chủ tịch của standard brands tiếp quản vị trí của ông chủ cũ henry wagle sau khi thiết lập các mối quan hệ trong công ty nhờ thái độ dễ dãi và tràn đầy năng lượng của mình trái ngược với wagle một bạo chúa chặt chẽ johnson rất sảng khoái tư duy lạc quan của anh ấy bắt nguồn từ thời gian trước đây làm việc tại t ít tình, một công ty cửa hàng bách hóa lớn của canada nơi anh ấy được cố vấn bởi Tony Pesquet. Pesquet và những người theo ông, theo Pesquet tờ ơ, tin vào thay đổi vì lợi ích của thay đổi và rằng một tổ chức bắt đầu tan rã ngay khi nó được thành lập. Là người đứng đầu Sanders Prince, Johnson rất thích vun tiền. Trong những ngày lễ, anh ấy sẽ nói với thư ký của mình để đưa cho anh ấy một in 50 mà anh ấy có thể phát cho mọi người. Johnson chưa bao giờ là một nhà tiếp thị tự nhiên, anh ấy đã cố gắng bán nhiều thứ khác nhau, tất cả đều là một thảm họa hoàn toàn. Một thanh kẹo tên là Reggie, cho New York Yankee Slugger Reggie Jackson là một ví dụ. Sau 4 năm làm việc tại Standard Brands, Johnson bắt đầu trở nên buồn chồn và buồn chán. Lúc đầu, anh ấy rất thích cuộc phiêu lưu mới của mình, nhưng anh ấy cảm thấy mình cần một cuộc phiêu lưu khác. Cuộc phiêu lưu mới đến dưới hình thức hợp nhất Johnson sắp nhập Standard Brands với gã khổng lồ thực phẩm Nabisco, công ty đã bán các thương hiệu như Ritz và Oreo vào năm 1981 sau vài tuần thảo luận với chủ tịch Bob Sir Công ty mới được gọi là Nabisco Brands. Cũng giống như hành trình của anh ấy với Standard Brands, Johnson cảm thấy chán Nabisco sau khi leo lên đất thang dẫn đầu. Anh ấy trở nên thờ ơ với công ty và quyết định muốn thực hiện một vụ sáp nhập khác với RG Reynolds Industries gà khổng lồ thuốc lá có trụ sở tại Bắc Carolina. G. T. -I L. E. E. chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, muốn đa dạng hóa công ty của mình. Vì ngành kinh doanh thuốc lá phải trả rất nhiều thuế và mọi người bắt đầu tin rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Phần 4. Bảo tại RG r Nabisco Johnson thăng tiến qua RG r Nabisco với tốc độ chóng mặt. CEO của Nabisco năm 1984 Vụ sáp nhập Reynolds Nabisco năm 1985 và CEO của r Nabisco năm 1986. Johnson có thể đã dừng lại ở đó, nhưng ông tin vào việc luôn khuấy động mọi thứ và thay đổi hướng đi. Reynolds Tobacco kiếm được một tỷ đô la tiền mặt mỗi năm, số tiền đủ để nuôi dưỡng những giấc mơ hoang dã và khao khát vui vẻ của Johnson. Anh ta luôn tiêu tiền vào những thú tiêu khiển cá nhân tại r r Nabisco. Johnson đã tiếp quản bằng cách liên tục thiết lập các mối quan hệ và thay thế các giám đốc điều hành bằng những người bạn cá nhân của mình. Ông cũng chuyển trụ sở chính của công ty từ Winston Salem đến Atlanta, khiến nhiều nhân viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức hoặc chuyển địa điểm. Johnson, tuy nhiên, đã tận hưởng thời gian của mình. Anh ấy có hai chục tư cách thành viên câu lạc bộ mà anh ấy đã khai thác để được đi chơi gôn miễn phí với những người nổi tiếng như Frank Zimford và vợ của anh ấy là Kathy Lee Dibford, O.G. Simpson, Jack Nicklaus và John Martin Lee. Phần 5. Sự sụp đổ của thị trường Thị trường chứng khoán lao dốt vào ngày 19 tháng 10 năm 1987. Johnson, giống như phần còn lại của thế giới tài chính, đã rất sửng sốt. Đến giờ ăn trưa, rời rời Nabisco, đã được giao dịch vào giữa những năm 60 vào tuần trước, đã giảm xuống mức thấp nhất của những năm 40. Cổ phiếu vẫn ở đó trong nhiều tuần sau thảm họa. Johnson cảm thấy phiền lòng vì giá cổ phiếu của ông vẫn ở mức thấp trong khi các cổ phiếu lương thực khác tăng vọt. RJR Nabisco vẫn trong tình trạng ảm đạm. Bất kể Johnson đã làm gì, kho hàng của ông ta được xử lý như thể nó là kho thuốc lá mặc dù thực tế là Nabisco và Del Monte chiếm 60% doanh thu. Đến mùa xuân năm 1988, phố Huôn vẫn chưa hồi phục sau thảm họa thị trường chứng khoán tháng 10. Corporate America không còn hứng thú với việc tung ra các đợt chào bán cổ phiếu mới khi nhu cầu giảm dần. Với việc các công ty đang gặp khó khăn, phố Huôn chuyển sang mua lại một cách chắc chắn để kiếm tiền. Khi họ tìm kiếm giải pháp cho những lo lắng của Johnson về cổ phiếu, Tất cả những người phân tích vấn đề đều đề cập đến khả năng mua lại bằng đòn bẩy. LBO là khi một công ty mua một công ty khác với số tiền vay lớn để đáp ứng chi phí mua lại. Đối với một LBO, nhà đầu tư sẽ sử dụng các khoản vay ngân hàng và trái phiếu bảo hiểm để tài trợ cho việc mua lại một công ty. Họ sẽ chỉ đưa vào 10% số tiền, với 30% đến từ trái phiếu bảo hiểm và 60% đến từ các khoản vay ngân hàng. Vì vậy, những người mua sẽ có được công ty mục tiêu với giá gần như không có gì trong khi gánh trên vai nó một núi nợ. Khi họ nhận thêm nợ, khoản đầu tư của họ trở nên ít giá trị hơn. Các LBO bị chỉ trích vì chúng làm tăng nợ của công ty và có thể dẫn đến phá sản. Nếu một công ty phá sản, nhiều người sẽ mất việc làm. Chủ sở hữu ban đầu của công ty cũng bị tổn hại. Người tiên phong của LBO là công ty Colbert Gravit Robust KKR do những người sáng lập Jerome Kohnberg, Henry Kravitz và George Roberts, những người đã làm việc cùng nhau như một nhóm. Kravitz, người trước đây đã thực hiện các vụ mua lại thành công, bắt đầu liên hệ với Johnson thông qua các trung gian. Ban đầu, Johnson từ chối tham gia LBO, nhưng sau đó coi đó là một cách để kiếm thêm tiền cho RGR Nebisco. Anh ấy đã sắp xếp thỏa thuận với chủ tịch của Season Le Mang Peter Cohen người cũng đang tìm kiếm một thành công lớn trong lĩnh vực mua lại bằng đồng bẩy. Thỏa thuận đưa ra mức giá 75 đô la cho mỗi cổ phiếu của RGR Nabisco và sẽ mang lại cho các nhà quản lý một khoản thù lao bổ sung ngoài tiền lương thông thường của họ. Vào khoảng thời gian này, con trai của Johnson bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe cộ và một số người suy đoán rằng anh ta đang dùng LBO để chuyển hướng khỏi tình trạng của con trai mình. Tất cả các cuộc đàm phán giữa Cohen và Johnson đều diễn ra sau lưng các thành viên hội đồng quản trị của RJR Nabisco. Họ muốn nó được giữ ở chế độ riêng tư để tránh nhận được giá thầu từ các bên bên ngoài, nhưng ít nhất họ phải trình bày nó cho các thành viên hội đồng quản trị vào một thời điểm nào đó. Phần 6. Cơn thịnh nộ của Kravitz Vào ngày 20 tháng 10 năm 1988, Johnson đưa ra thỏa thuận trị giá 17 tỷ đô la cho các giám đốc của RJR Nabisco. Cohen sẽ trả 75 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu trong vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Cohen rất háo hức về LBO vì nó sẽ giúp anh ta tiếp cận với vô số cơ hội đầu tư và Johnson khẳng định rằng không ai có thể đưa ra giá thầu cao hơn. Anh ấy khẳng định rằng anh ấy sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi chào sân Hội đồng quản trị đã đưa ra một thông cáo báo chí, khiến sự hỗn loạn xảy ra sau đó. Mọi người đột nhiên tham gia vào thỏa thuận và mọi người đều muốn có cơ hội thực hiện nó. Khi Kravitz nhận được tin rằng Johnson đang lên kế hoạch thực hiện LBO mà không có anh ta, anh ta đã rất tức giận. Kravitz được cho là nhân vật chính tham gia vào các loại giao dịch này vì ông là người đã phổ biến ý tưởng này ngay từ đầu. Vào ngày 24 tháng 10, Kravitz quyết định dốc toàn lực bằng cách thách thức Johnson Sơn và Cohen, đưa ra mức giá 90 đô la một cổ phiếu, còn số này sẽ cao hơn 3 tỷ đô la so với giá thầu đầu tiên. Kravitz cung cấp tiền mặt và cổ phiếu thanh toán bằng hiện vật, chiếm 11% trong đề nghị của anh ấy. Điều này giúp Kravitz có lợi thế hơn Si Sơn, vì giao dịch của anh ta an toàn hơn. Johnson, Sơn, trong khi đó, lo lắng rằng nếu giá thầu quá cao, công ty sẽ phải gánh một khoản nợ rất lớn. Điều này có nghĩa là Johnson sẽ phải làm việc nhiều hơn và vắt kiệt sức lực để trả nợ Đây là điều mà anh ấy không muốn Kravitz đã bắt gặp họ hoàn toàn không chuẩn bị trước Để chiến đấu với anh ta, Johnson sẽ phải từ bỏ tất cả các giả định về tài chính và hoạt động của gói thầu 75 đô la và bắt đầu lại Lời đề nghị của Kravitz là một cơn ác mộng trở thành hiện thực đối với Cohen, Nhưng Cohen không giống như Johnson, không có ý định đầu hàng hay lùi bước Cohen được các giám đốc của RJR Nabisco thúc giục chỉ cần đạt được thỏa thuận với Kravitz và trả 50 đến 50, nhưng anh ta sẽ không chấp nhận một đề xuất như vậy. Bên cạnh đó, anh cho rằng Kravitz sẽ không muốn chia sẻ vinh quang. Vào ngày 2 tháng 11, Kravitz đã cố gắng mua Cohen ra khỏi thỏa thuận, đề nghị cho anh ta khoảng 40 triệu đô la để rút tiền. Cohen từ chối, coi trận chiến như một bài kiểm tra bản lĩnh đàn ông của mình mọi người đều muốn giành chiến thắng và đắm mình trong vinh quang làm nên lịch sử. Thủ tục đấu thầu được xử lý bởi một ủy ban do RGR Nabisco thành lập. Họ đã thiết lập thời hạn 11 ngày để các nhà thầu nộp đề xuất của họ, với ngày 18 tháng 11 là ngày cuối cùng. Phần 7. Cái nhìn từ bên ngoài Kravitz đã đặt giá thầu 94 đô la một cổ phiếu, tương đương 21,62 tỷ đô la, trước khi Johnson trả giá cao hơn anh ta bằng cách đưa ra lời đề nghị 100 đô la một cổ phiếu, tương đương 23 tỷ đô la. Hội đồng quản trị đứng trước một lựa chọn khó khăn, chấp nhận lời đề nghị của KKR hoặc nhượng bộ Johnson và Sơn. Một LBO tương tự như việc mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng theo một số cách nhất định. Người mua ô tô quan tâm đến việc tìm hiểu nhiều hơn là những gì được nói trong một quảng cáo. Người mua muốn nói chuyện với chủ sở hữu xem bên dưới mui xe và đi vòng quanh khu phố người mua lbo hơn bất kỳ nghệ sĩ tiếp quản nào khác phải hiểu nạn nhân thành công phụ thuộc vào việc đánh giá xem công ty mục tiêu có thể gánh bao nhiêu khoản nợ cũng như tính toán ngân sách nào có thể được cắt giảm và những công ty nào có thể được bán để nhanh chóng trả hết khoản nợ đó người mua lbo phải tính toán số giảm ô tô còn lại tương đương và những gì cần thay thế và bảo dưỡng trong một lbo một dự đoán không chính xác có thể khiến cả người mua và người bán rơi vào một trận tuyết lở tài chính tuy nhiên đối với gravit điều này là không thể vì anh chàng lái chiếc xe thậm chí còn không cho anh ta đá vào lốp xe johnson tiếp tục giấu anh ta những tính toán điều này có nghĩa là johnson và cohen sẽ có tất cả các quân bài trong cuộc chiến đấu thầu họ không chỉ có quyền truy cập vào mọi phần dữ liệu nhạy cảm mà còn có một nhân viên quản lý để kiểm tra nó tại kkr mọi người đều lo ngại rằng mọi việc có vẻ tồi tệ đến mức quốc hội có thể can thiệp và kiềm chế LBO. Họ không muốn vượt khỏi tầm kiểm soát và đánh mất công việc kinh doanh của mình, vì vậy họ cố tỏ ra ngoại giao. Phần số 8. Bước ngoặt chống lại Dương Sơn Ấn bản của tạp chí Tham ra ngày 28 tháng 11 đăng một câu chuyện có tên trò chơi của lòng tham với rốt Dương Sơn trên trang bìa của tạp chí. Bài báo nói rằng nếu LBO thành công, anh ta sẽ kiếm được một tỷ đô la từ nó. Do đó, những người bạn cũ của Johnson tại RJR Nabisco không còn là bạn của anh ấy nữa. Họ không định ban ơn cho anh ta và họ coi thường anh ta vì đã đặt họ vào giữa một cơn bão công cộng đang gia tăng. Điều này có thể khiến ủy ban không thể làm việc với anh ta về đề xuất này. Sự tham lam rõ ràng của Johnson cùng với những cuộc tranh cãi công khai gây gắt giữa các nhà thầu đã tác động tiêu cực đến một quốc gia vốn đã mệt mỏi với những biến động do các vụ thâu tóm gây ra. Ở cấp độ quốc gia, cuộc đấu tranh giành RGR Nabisco đã châm ngòi cho một cuộc thảo luận mới về mối nguy hiểm mà nợ LBO gây ra cho đất nước. Trong một lưu ý gửi cho khách hàng, luật sư nổi tiếng về sáp nhập Martin Lipton đã cảnh báo, đất nước chúng ta đang lao về phía vách đá một cách liều lĩnh. Johnson và Kravitz không phải những người duy nhất muốn sở hữu RGR Nabisco. Hồ sơ dự thầu được chuyển đến vào thứ Sáu tuần đó thông qua chuyển phát nhanh liên bang và máy phát. Hầu hết đều là những bức thư kỳ lạ, không mời mà đến, phiên bản của phố khuôn về những lời kêu gọi lập dị. Tuy nhiên, cuộc đấu thầu vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 9 tháng 11, First Boston, một công ty đầu tư có trụ sở tại New York, đến vào phút chấp chào giá 118 đô la một cổ phiếu. Ủy ban đã đặt ra một thời hạn mới vào ngày 29 tháng 11 để có thời gian xem xét giá thầu của First Boston. Chìa khóa của đề xuất là thuế. Giá thầu không phải là tiền mặt, đúng hơn, nó được xác định dựa trên một kẻ hở về thuế, vì vậy nó có vẻ không mấy hứa hẹn. Cô hen hồ sơ dự thầu cũng đang được kiểm tra để thiết lập giá trị của các chứng khoán của hồ sơ dự thầu. Trong khi chờ đợi, Kravitz quyết định bay đến Colorado để tham gia hoạt động trực tuyết. Johnson và Cohen nghĩ rằng Kravitz đang mất hứng thú. Họ nghĩ về giá thầu của mình và cố gắng tìm ra mức giá nào sẽ đưa ra trong bối cảnh đó. Cuối cùng, họ chỉ tăng giá thầu 1 đô la lên 101 đô la một cổ phiếu, chỉ để làm cho hội đồng quản trị cảm thấy rằng họ đã thực hiện một sự thay đổi. Tuy nhiên, Kravitz không thực sự nô đùa trong tuyết, anh ấy đang chuẩn bị. Kravitz để mọi người nghĩ rằng anh ấy không quan tâm, nhưng trên thực tế, nhóm KKR đã đặt giá thầu cao nhất có thể. Ủy ban đã mở phong bì đấu thầu vào ngày 29 tháng 11 và Kravitz đưa ra mức giá 106 đô la. Ủy ban nói với đội ngũ quản lý của Johnson rằng họ có thể về nhà, không ai trả lời điện thoại của Cohen, vì vậy anh ấy biết họ không thực hiện thỏa thuận với anh ấy. Johnson chỉ đơn giản là bỏ cuộc, coi toàn bộ sự việc là một tình huống thua cuộc nhưng cô hèn muốn tiếp tục chiến đấu. Anh ấy quyết định công khai và chia sẻ trên băng giá đấu giá mới của mình là 108 đô la một cổ phiếu. Nếu hội đồng quản trị không chấp nhận lời đề nghị 108 đô la, họ sẽ sẵn sàng khởi kiện, vì vậy họ đã yêu cầu Gravit thêm thời gian. Gravit đã cho họ thêm vài ngày để đổi lấy 45 triệu đô la. Hội đồng quản trị không muốn mất Gravit vì sau đó họ sẽ phải chọn dân sơn. Cô Hèn đang cố gắng thu tiền trong thời gian chờ đợi. Giá thầu cuối cùng của Si Sơn là 112 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương 25,76 tỷ đô la, trái ngược với Gravit, người đã đưa ra giá 109 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương 25,07 tỷ đô la. Đến ngày 30 tháng 11, bản án đã được đưa ra, RGR sẽ thực hiện thương vụ với Gravit vì nó an toàn hơn mặc dù giá thầu của si Sơn lớn hơn. Dồn hợp đồng quản lý của S đã trở thành một biểu tượng của lòng tham của công ty. KKR được hội đồng quản trị chọn vì họ cam kết đặt công ty lên hàng đầu chứ không phải bản thân họ. Phần 9. Một dồn sơn không bị làm phiền. Mọi người rất nhẹ nhõm khi dồn sơn bị RGR Nebisco sa thải. Với sự hỗ trợ của KKR, công ty sẽ có vị thế tốt hơn vì họ có chuyên môn mua các công ty mà không làm hỏng chúng mặc dù việc mua lại không mang lại lợi nhuận như dự kiến nhưng nó không khiến công ty ngừng hoạt động di sản của johnson là sự tham lam tột độ của các công ty nhưng ông đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong suốt chặng đường và ít hối tiếc johnson đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ việc tham gia vào vụ sáp nhập R.J.R. Nabisco. anh ấy đã có thể thư giãn và vui vẻ với những người bạn của mình những người cũng đang có khoảng thời gian vui vẻ johnson cũng thành lập một công ty tư vấn vào những năm 1980, anh ấy có rất nhiều khách hàng vì anh ấy là một nhân viên bán hàng giỏi. Phần 10. Phong cách của tác giả Barbarian Arteget được viết theo phong cách giải thích, tiết lộ cách các sự kiện diễn ra và sự căng thẳng đang gia tăng. Brian Burrow và John Heliar cung cấp thông tin chi tiết về lý lịch của những người tham gia và duy trì độ chính xác trong khi vẫn giữ nguyên tính chính thức. Họ thường sử dụng các cuộc đối thoại được mô phỏng lại, dựa trên nghiên cứu và các cuộc phỏng vấn của họ, cũng như các đoạn trích từ các tuyên bố của những người liên quan vào thời điểm đó. Ngôn ngữ của họ chuyên nghiệp nhưng đơn giản trong suốt cuốn sách dài và họ bao gồm một danh sách hữu ích về tất cả những người tham gia ngay từ đầu. Phần 11. Góc nhìn của các tác giả Brian Burrow và John Heliar là cựu phóng viên của Goose Chick Journal. Burrow là tác giả của Dragonfly and Vendetta, đồng thời là phóng viên đặc biệt của Vanity Fair. Cây viết chính của tạp chí Fortune là John Heliaro. Ông cũng là tác giả của Lost of Am. The True Story of Baseball được bình chọn là một trong 100 cuốn sách thể thao hàng đầu của Sport Illustrated. Barbarian Art là cuốn sách bán chạy nhất và đã được dựng thành phim truyền hình. Phần 12. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về Brian Burrow và John Helia R. Barbarian Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.